Nga tấn công dữ dội Avdiivka, đe dọa tạo ra trận bác mút thứ hai. Quan chức quân đội Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã mở cuộc tấn công lớn vào thị trấn Avdiivka trọng yếu ở miền đông Ukraine vào ngày 11 tháng 10, sau nhiều tháng bao vây nơi này. Các quan chức Ukraine cho biết lực lượng Nga đã chuyển hướng lượng lớn nhân lực và thiết bị tới Avdiivka cho cuộc tấn công lớn nhất vào thị trấn này kể từ khi xung đột bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Các trận đánh lớn đã bắt đầu từ hôm 10 tháng 10. Các tài khoản mạng xã hội thân Nga cũng chỉ ra rằng cường độ giao tranh đã gia tăng và lực lượng của Moscow đã cải thiện vị trí ở vùng ngoại ô ngay xung quanh Avivka. Trong khi đó, Vitali Karabash, người đứng đầu chính quyền thị trấn Avivka, nói với đài truyền hình quốc gia rằng tình hình không quá nóng như ngày hôm trước, nhưng các trận đánh vẫn tiếp tục. Đây là động thái tấn công lớn nhất trong khu vực của chúng tôi kể từ khi bắt đầu xung đột toàn diện. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết 10 cuộc tấn công của Nga vào thị trấn đã bị đẩy lùi. Oleksandr Người phát ngôn của nhóm lực lượng phía Nam Ukraine nói với truyền hình rằng lực lượng Nga đang tăng cường tấn công. Đôi khi họ sử dụng bộ binh và một số khu vực thì họ tung khá nhiều phương tiện vào trận chiến, ông nói. Trong cuộc tiến công của Nga tại vùng Donbass, hầu hết sự chú ý trong nhiều tháng qua đều đổ dồn vào thành phố Bakhmut, nơi Nga đã kiểm soát từ tháng 5 sau trận đánh đẫm máu với lực lượng phòng thủ Ukraine. Nhưng Avdiivka, nơi có nhà máy luyện cốc lớn tại phía tây nam của vùng Donetsk, cũng bị tấn công trong khoảng thời gian ấy và phần lớn thị trấn đã biến thành đống đổ nát. Ukraine từng cho rằng Avdiivka có thể trở thành Bắc mút thứ hai. Từ tháng 6, Ukraine đã phát động cuộc phản công lớn nhằm chiếm lại Bắc mút, đồng thời nhằm giành lại các ngôi làng ở phía nam trên đường tới biển Azov, từ đó cắt đứt cây cầu đất liền nối các vị trí mà Moscow nắm giữ ở phía nam và phía đông. Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức Ukraine khác thừa nhận tiến triển cuộc phản công chậm hơn so với kỳ vọng, nhưng họ bác bỏ ý kiến cho rằng cuộc phản công bị cản trở bởi những sai lầm chiến lược. Máy bay không người lái Nga lao thẳng vào chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine. Quân đội Nga tiếp tục sử dụng máy bay không người lái UAV Lancet để phá hủy máy bay chiến đấu Su-25 Ukraine tại căn cứ Donkinsevo. Phóng viên chiến trường Nga Andrei Rudenko vừa chia sẻ một đoạn video ghi lại khoảnh khắc UAV Lancet tấn công trực tiếp và buồng lái một máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine đã có mặt tại căn cứ không quân Donkinsevo, thành phố Krivorok. Andrei Rudenko nhấn mạnh đây là hình ảnh đáng chú ý vì máy bay chiến đấu Ukraine đã bị phá hủy bởi UAV có khả năng bay tới 120 km. Đoạn video được ghi lại bởi UAV trinh sát khác cho thấy UAV Lancet đã lao thẳng vào buồng lái số 25, ngay sau đó ngọn lửa bao trùm máy bay. Đây không phải lần đầu tiên Nga thực hiện các cuộc tấn công như vậy. Vào tháng trước, cũng tại sân bay này, một UAV Lancet của Nga đã phá hủy máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine. Nga được cho là đang thực hiện nâng cấp để mở rộng phạm vi hoạt động của các máy bay không người lái trong những tuần gần đây, cho phép chúng tấn công vào các căn cứ không quân Ukraine ở khoảng cách xa hơn. Máy bay không người lái Lancet được phát triển bởi Zala Aero, một công ty con của Kalashnikov. Hai biến thể được biết tới của loại UAV này hiện đang được quân đội Nga sử dụng. Phiên bản nhỏ có thể mang theo 1 kg chất nổ và bay trong 30 phút, trong khi phiên bản lớn có thể mang theo 3 kg và bay trong 40 phút. Mặc dù cả hai UAV trên được cho là có khả năng hoạt động trong phạm vi khoảng 40 tới 80 km, nhưng nhà phát triển khí tài này gần đây đã công bố một số cải tiến trong tổ hợp phần cứng và phần mềm của UAV Lancet cho phép chúng có thể bay xa hơn và tấn công mục tiêu ngoài tầm nhìn. Trùm tình báo Nga tố phương Tây huấn luyện Ukraine tấn công các cơ sở hạt nhân của Nga. Ông Sergei Daryshkin, giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Nga, tuyên bố phương Tây đang lợi dụng Ukraine để chống lại Nga và thậm chí còn huấn luyện người Ukraine tấn công các cơ sở điện hạt nhân ở Nga. Theo TASS, tại cuộc họp lần thứ 53 của Hội đồng Người đứng đầu các cơ quan an ninh và cơ quan đặc biệt của các nước thành viên cộng đồng các quốc gia độc lập CIS, ông Sergei Daryshkin cho rằng chuyện ủng hộ Ukraine đang trở nên ngày càng độc hại tại Mỹ và rằng sự chia rẽ trong xã hội và nền chính trị Mỹ về vấn đề này sẽ ngày càng sâu sắc trước cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Chủ đề Ukraine ngày càng trở nên độc hại trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Nó đang trở thành một vấn đề gây tranh cãi, ông Nariskin nói. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu đã cam kết hơn 160 tỷ đô với Ukraine, bao gồm hàng chục tỷ đô mua khí tài. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden tuần trước bày tỏ lo ngại, viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine có thể bị tổn hại do sự chia rẽ ở Quốc hội sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần cảnh báo về vối nguy hiểm khi phương Tây để Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến. Cũng theo ông Naryshkin, phương Tây đang huấn luyện người Ukraine tấn công các cơ sở điện hạt nhân tại Nga. Các cơ quan tình báo phương Tây đang huấn luyện các nhóm phá hoại và khủng bố Ukraine tấn công các cơ sở điện hạt nhân ở Liên bang Nga. Điều này đã được chứng minh. Tất nhiên, các cuộc tấn công như vậy đã bị cơ quan mật vụ của chúng tôi ngăn chặn, đã có những nỗ lực nhằm gây thiệt hại cho các nhà máy điện hạt nhân Kursk, Smolensk và Zabrycia, Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nằm ở Ukraine và đã bị Nga kiểm soát kể từ tháng 3 năm ngoái. Ông Narysky nói và cho biết thêm rằng, trong hoàn cảnh như vậy, việc duy trì hợp tác giữa Nga và các cơ quan đặc biệt của phương Tây là điều rất khó khăn. Trùm tình báo Nga cá buộc, phương Tây đang sử dụng Ukraine để chống lại Nga và Ukraine đang sử dụng các phương pháp khủng bố để chống lại Nga, chống lại toàn bộ thế giới Nga. Theo Naryskin, trên thế giới đang có những sự kiện lớn, thế giới đang trải qua quá trình chuyển đổi sang trạng thái đa cực. Đó là lý do tại sao các cơ quan mật vụ của Nga cố gắng tương tác và hợp tác với cơ quan đặc biệt của các quốc gia khác, cụ thể là các quốc gia ở miền Nam Bán Cầu và các đồng minh từ các cơ quan đặc biệt của các quốc gia CIS. Nga cải tiến UAV cảm tử để tìm diệt ban đêm. Nga lắp đặt thiết bị ảnh nhiệt cho UAV cảm tử Gotenzia để tìm diệt mục tiêu trong đêm. Nhưng biện pháp cải tiến này gây hoài nghi về hiệu quả. Phòng thiết kế Gotenzia tại Saint Petersburg của Nga hồi đầu tuần công bố mẫu máy bay không người lái UAV cỡ nhỏ Gotenzia gắn thiết bị ảnh nhiệt để có thể thực hiện nhiệm vụ ban đêm tại chiến trường Ukraine. Phòng thiết kế này sản xuất hàng loạt UAV Gotzentia từ năm 2022 và đã chuyển giao hơn 2.500 chiếc cho quân đội Nga. UAV này có tải trọng 2-3,5 kg, bay liên tục 6-8 phút khi đầy tải hoặc 30 phút không tải, bán kính tác chiến hiệu quả là 7 km và có thể mở rộng nếu dùng bộ tiếp sóng. Chúng tôi không ngừng tinh chỉnh hệ thống điều khiển của Gotzentia và các mô đun bổ sung để tăng hiệu quả tác chiến. Phòng thiết kế Gotsenza cho biết khi đề cập về thiết bị ảnh nhiệt gắn trên UAV này, biên tập viên David S của Force nhận định UAV và thiết bị ảnh nhiệt đã trở thành yếu tố thay đổi cục diện trong xung đột Nga-Ukraine. Bởi thiết bị này cho phép binh sĩ phát hiện và xác định mục tiêu trong bóng tối hoặc bị khói bụi che khuất. Tuy nhiên, S cho rằng việc lắp camera ảnh nhiệt trên UAV cảm từ cỡ nhỏ dường như là động thái không phù hợp bởi cả hai bên tham chiến đều thiếu hụt nghiêm trọng thiết bị hiện đại này. Samuel Bendet, chuyên gia về UAV do Nga chế tạo, nhận định trang bị camera ảnh nhiệt cho UAV cỡ nhỏ không phải là vấn đề đơn giản. Các mẫu UAV cỡ nhỏ có thể quay video 4K với tốc độ 60 khung hình một giây, còn video chuẩn 2K và 1080p là tính năng phổ biến. Trong khi đó, thiết bị ảnh nhiệt cung cấp hình ảnh độ phân giải thấp hơn nhiều. Một thiết bị ảnh nhiệt có độ phân giải 206 x 156 pixel, có giá dưới 200 đô, không thể quan sát tốt vật thể cách xa hàng trăm mét. Thiết bị với độ phân giải 320 x 240 pixel, đất gấp đôi, song rất khó phân biệt giữa xe tải và xe tăng trong bóng tối. UAV Cảm Tử đòi hỏi video có chất lượng tốt và tốc độ truyền về cao để người vận hành tránh trước ảnh vật hoặc lao thành công vào mục tiêu. Trong khi đó, hình ảnh truyền về từ thiết bị ảnh nhiệt giá rẻ thường không đảm bảo tiêu chí này. Ukraine có một nhóm chuyên sản xuất hơn 1.500 chiếc UAV cho quân đội nước này mỗi tháng với giá 340-460 đô một chiếc. Tuy nhiên, trang bị thiết bị ảnh nhiệt cho UAV không phải là ưu tiên của nhóm. Các doanh nghiệp Ukraine sở hữu toàn bộ công nghệ kiểu này và có thể sản xuất UAV gắn camera ảnh nhiệt. Tuy nhiên, giá cả là một vấn đề chính. Một thành viên của nhóm nói, UAV góc nhìn thứ nhất thông thường có giá từ 500 đô, còn mẫu tương tự gắn thiết bị ảnh nhiệt sẽ có giá 2.500 đô. Giá cả trở thành khác biệt to lớn khi so sánh giữa UAV dân sự được hoán cải thành khí tài và UAV cảm tử quân sự như Switchblade 300 do Mỹ chế tạo. Switchblade 300 có kích thước tương tự UAV có nhỏ, có khả năng ghi lại hình ảnh ngày đêm, khóa mục tiêu và nhiều tính năng khác. Tuy nhiên, UAV Switchblade 300 có giá khoảng 50.000 đô và chỉ sử dụng được cho một đòn tấn công duy nhất. Lắp thiết bị ảnh nhiệt trên UAV lớn có giá hàng chục nghìn đô và có thể sử dụng nhiều lần sẽ mang lại nhiều ý nghĩa hơn, X nhận định. Các UAV vũ trang hạng nặng gắn thiết bị ảnh nhiệt được Ukraine sử dụng rộng rãi ở ban đêm bởi nếu hoạt động vào ban ngày, chúng rất dễ bị phát hiện vì tạo tiếng ồn lớn. X cho rằng các rào cản về chính sách mua sắm của quân đội có thể ngăn nga sản xuất loạt UAV cỡ nhỏ mang thiết bị ảnh nhiệt vốn rất tốn kém. Ngân sách cho số lượng lớn thiết bị ảnh nhiệt, dù là mẫu nhập khẩu giá rẻ hay loại đắt hơn do nga chế tạo, có thể thành thách thức nếu không có hợp đồng cung cấp cho quân đội nước này. Các bên tham chiến có thể ít sử dụng UAV với thiết bị ảnh nhiệt trong tương lai gần. Tuy nhiên, khi công nghệ ảnh nhiệt phát triển, giúp chi phí giảm xuống, chúng ta sẽ thấy nhiều UAV kiểu này xuất hiện hơn. S nhận định.